Rồi, ok chào em nha. Đấy, hôm nay thì mình sẽ test một con máy nha. Bộ phận lớn E42 bản auto fan nhá. Đấy, thì đây là cái bản hộp đen nhá. Thì nói chung là tùy loại nhá, có những loại thì nó về hộp trắng hoặc là có những loại thì nó về hộp đen nhá. Đấy. Hộp đen thì cũng khá là nhiều bác đang cũng gọi như là cần nhá. Đấy, tại vì nhiều bác đặt hộp đen này. Nhìn nó sạch sẽ và nhìn nó đẹp nhá. Đấy. Và giá hiện tại của nó đang là 800 nhá, 800 chưa bao ship nhá. Đấy. Thì ship vào thì nó khoảng từ 30 cho đến là 45k nhá. Rồi, thì mặt trên này thì nó gồm có hai núm chỉnh này. Đây là núm chỉnh tần số nhá. Đây là núm chỉnh chỗ xung nhá. Đấy. Đây. Còn đây là núm chỉnh mạnh yếu này. Lên cao nhất là mạnh này, còn về trái là yếu nhá. Còn ở dưới này là hai cặp ra vượt này, vượt dương và vượt âm này. Và ở trên này là cái jack bóp nhá. Đây thì là mình dùng cái cò bóp rời nhá. Đấy. Để cho nó tiện hơn này và nhìn nó đẹp hơn nhá. Đấy. Nói chung là nó cũng khá là cứng nhá. Đấy, đây này. Khá là cứng nhá chứ không có dễ rút được nhá. Mà đi thuyền nhỏ ấy, thì cọc dương này là cọc để vớt hớt này, còn cái cọc âm này là cọc kẹp mát nhá. Đấy rồi, còn cái núm chỉnh này thì anh em nếu mà đi gạch ra trơn ấy hoặc là đi lươn lóc ấy thì chỉnh từ mức 1 này cho đến là mức 40 nhá. Còn nếu mà như mà đi cá lóc ấy thì khoảng từ 50 cho đến là 60 này. Còn nếu như mà đi rô phi ấy thì từ 60 cho đến 100 nhá, là đi rô phi tốt nhất nhá. Còn về cái chỉnh núm xanh này ấy, thì anh nào mà muốn đi cái da trơn ấy thì chỉnh lên khoảng từ 1 cho đến là 50. Còn nếu mà đố rô phi thì chỉnh từ 60 cho đến 100 nhá. Hoặc là có thể nó tắt nhá, tắt đi thì nó sẽ mạnh hơn. Đấy. Còn bên này là gồm 6 cái lỗ thông hơi nhá. Đây, 6 cái lỗ thông hơi này. Đấy. Rất là đẹp đẽ và rất là tròn nhá. Đấy, đây. Còn trên này là jack bóp này. Mặt sau của nó thì nó gồm hai cái dây cọc bình này, đấy hai dây nguồn nhá. Đây đều có là âm dương hết này, máy có đều có chung chung ngược nhá. Còn đây là cái quạt tản nhiệt này, quạt này là quạt auto nhá. Đấy. Đây, bắt 4 vít này và có một cái tấm lưới bảo vệ nhá. Đấy. Đấy, giá hiện tại đang là 800 nhá. Bây giờ thì mình xét khu bên trong cho anh em xem bên trong nó như thế nào nhá. Rồi đây, mình đã bung máy nhá. Nói chung là cái máy mình thì nó nghiêng về cái độ thẩm mỹ ấy, cho nên là tháo ra nó khá là khó nhá, chứ không phải là dễ nhá. Đấy, những cái con máy mà nó đẹp ấy và nó chắc chắn ấy thì việc mà tháo ra thì nó nói chung là nó khá là khó nhá. Đây. Đấy. Máy mình tháo ra thì nói chung là một vấn đề mà. Đấy. Chơi thì mình đều đi cho nó thẩm mỹ cho nên là việc mà tháo ra thì nó khá là khó luôn. Đấy. Tháo ra không phải tươi mà. Đấy chứ không có tháo mạnh nhá. Đấy thấy không? Nó khá là cứng luôn. Đấy muốn mà tháo ra thì phải từ từ mà, tại vì là mình nghiêng về thẩm mỹ cho nên là việc tháo của một cái máy ấy, nó khá là khó luôn. Đấy. Rồi ok. Tiếp theo là nút jack này. Đấy, jack thì đều đi rất là gọn gàng và rất là kín nhá. Đấy. Thẩm mỹ nhưng mà máy phải kín mà chứ không là phải bền trước đấy. Đấy, đây này, jack này, rút ra nhá. Đấy. Rồi. Nói chung là con này cái độ thẩm mỹ nó khá là cao cho nên là tháo ra khá là khó luôn. Đấy. Đầu tiên anh thấy này, những cái jack mà mình đi vô mấy cái núm chỉnh ấy, mình đều đây này. Đều có cái gen cách điện nhá. Đấy, đều có gen cách điện luôn, khá là an toàn nhá. Bên cái này vậy này cũng đều có cái gen cách điện này. Đấy, để cho nó an toàn nhá. Đó, rồi hai cái dây ra vượt này thì mình đều đi dây to nhá và đi khá là gọn nhá. Đây, đi khá là gọn luôn. Đấy, cái này cũng là có gen cách điện này. Đấy, máy dùng là hai tụ nhá, hai tụ Hàn Quốc nhá. Đây, đây là hai con tụ lọc đầu ra Hàn Quốc nhá. Đấy, biến ép E42 này. Đây, biến ép E42 dùng 4 phét lớn nhá. Đây, 4 phét lớn này mình dùng phét loại kia nhá. Đấy, cái loại này ấy, thì nói chung là nó ít tỏa nhiệt hơn. Đấy, nó ít nóng máy hơn. Đấy, quạt thì auto nhá, quạt thì là quạt auto nhá. Đấy, máy thiết kế bên trong thì khá là gọn nhá, nên anh em yên tâm về cái độ thẩm mỹ và cái độ an toàn của máy nhá. Đó, máy mình hoàn toàn là đi đánh cầu nhá. Đấy, máy hoàn toàn là đều là sử dụng là đánh cầu nhá, cho nên là dòng tải nó khá là cao nhá. Đó. Ok, đấy là bên trong của một cái máy bộ phận lớn E42 nhá. Đó. Ok. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại mình Zalo mình để ở góc màn hình nhá. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đóng nắp lại và test em xem là cái máy này nó mạnh như thế nào nhá. Ok, mình cặp bình nhá. Đây này, cặp dương này. Đấy. Rồi nhá, quạt không chạy nhá. Đấy thì bóp cò thì quạt nó chạy nhá. Đây này. Đấy, quạt chạy nhá. Rồi, hiện tại bên để tần số là mức 100 này. Đấy, chỗ chung là mức khoảng từ 20 này. Đấy, bị bóc còi nhá. Đấy, đây. Bóng đèn nó sáng trắng mà. Đấy, bóng sáng trắng luôn. Cái tiếng kêu ấy thì mình đã nâng tần số lên và nâng áp lên nó cao nhá, cho nên là nghe tiếng nó khá là đạnh nhá.
nghe tiếng nó khá là mạnh nhá và nó khá là đanh nhá. Đấy, nghe này khá hay nhá. Đấy, tiếng kêu nó to hơn này và nghe thì nó nói chung là nó khá là đanh luôn. Đấy. Rồi, mình nâng cái chậu sung lên khoảng 60 này. Đấy. Rồi, mạnh yếu về 50 này. Đấy, về bước 1 này. Đấy, lên 100 này, máy nghe tiếng nó khá đanh luôn. Đấy, lên 100 này. Đấy, nghe tiếng máy nói chung mà nó khá là đanh luôn. Đấy. Đây. Bóng đèn này sáng trắng luôn. Rồi, bây giờ mình cho nó tải 3 bóng nhá. Đây, cho tải 3 bóng nhá. Đấy, máy bao tải luôn. Đây. Đấy, 3 bóng bóp cái sáng nhá, bóp cái lên nhá. Đây. Bóp cái là sáng luôn. Đấy, máy tải 3 bóng nhưng mà khá là mạnh nhá. Đấy, thấy chưa? Nói chung là máy này là bao tải luôn nhá, bao tải luôn. Anh em nếu mà đi về đi vùng nước ngọt trong hoặc là ngọt đục mà lợ phèn nhẹ là ok nhá. Đấy. Đây. Đấy. Tiếng máy khá đanh và khá mạnh nhá. Đấy. Máy này bao tải luôn. Anh em nếu mà đi về mà đi bộ hoặc là đi thuyền nhỏ thì nói chung là khá ok nhá. Nước khoảng tầm nếu mà bắt đầu phi ấy thì nó khoảng tầm từ 2 mét đổ về là đô phi tốt nhá. Còn cái da trơn ấy thì nó đi sâu hơn nhá. Đấy. 4 feet lớn ấy, E42. Đấy. Tuy là nó nhỏ gọn nhưng mà công suất của nó thì nó khá là cao nhá. Đấy. Này quạt tắt này. Đấy, quạt tự tắt nhá. Đấy. Khoảng tầm từ 20 cho đến 30 sau là quạt nó tự tắt nhá. Máy quạt auto nhá. Đấy. Tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà nó khá là mạnh nhá. Giá là 800. Anh em nào cần thì có thể liên hệ số điện thoại Zalo mình để có màn hình nhá. Đấy. Đây, quạt chạy nhá. Đấy. Máy chạy. Nói chung là khá là ok luôn. Đấy. Thôi. Đấy. Anh em nào mà cần cái mẫu 4 phân lớn E42 bản auto fan này thì liên hệ cho mình số Zalo ở góc màn hình nhé. Đấy, 0795 893 135 nhé. Đấy, ok.